Cái chết mang tên FTX đã chính thức lây lan sang crypto.com. Chào bạn, những tưởng sự khủng hoảng thanh khoản đến từ sự cố FTX chỉ tấn công vào giới crypto. Nhưng không chỉ có thế, chúng tôi đã nhận được thông tin về những tổ chức và thể chế tài chính khổng lồ, những ngân hàng truyền thống đã rót hàng tỷ đô la vào FTX và họ đang đứng trước nguy cơ dở trận vì sự sụp đổ của FTX. Chỉ nghe thôi là chúng ta đã biết đến drama FTX lần này không phải là một sự sụp đổ bình thường. Nhưng điều đó chưa phải là nỗi sợ mà chúng tôi muốn nói đến trong lúc này. Chắc chắn chúng ta sẽ còn bàn về việc này ở một video khác. Còn ngay bây giờ, chúng ta sẽ tiến hành phân tích lại sự kiện mà hôm qua CryptoNipVN đã chia sẻ đến các bạn về lùm xùm của Crypto.com và Gay.io để các bạn bắt kịp nhịp sự kiện. Xin mời bạn xem lại video ở góc bên phải của màn hình. Vừa mới đây, chúng tôi đã tìm thấy các thông tin chỉ ra Crypto.com đã từng chuyển hàng tỷ đô USDC lên FTX. Đứng trước làn sóng mà cộng đồng đang chỉ trích về các chiêu trò xung quanh vụ Gay.io, thì mới sáng nay, Crypto.com lại báo cáo tạm thời ngưng tính năng rút tiền. Chưa bao giờ sự đổ vỡ của một tổ chức tài chính theo kiểu bankrun lại dễ dàng xảy ra như lúc này. Nó không còn là một sự kiện đơn độc, mà nó đang tạo thành một trendy. Ở đó, khả năng mất thanh khoản, bankrun và phá sản lại là xu hướng của thị trường. Trend phá sản nghe thật lạ tai, nhưng chúng ta đang sống trong những khoảnh khắc tạo nên cột mốc lịch sử của ngành crypto trên toàn thế giới. Hôm nay, chúng tôi sẽ cùng ngồi lại với các bạn để tiếp tục cập nhật và phân tích những sự kiện xung quanh vụ lùm xùm tiếp theo trong chuỗi series phá sản liên quan đến FTX. Nỗi ám ảnh tiếp theo sẽ mang tên Crypto.com. Xin lưu ý, các quan điểm và thuyết âm mưu mà chúng tôi đề cập trong video này là quan điểm cá nhân mà chúng tôi nhận định từ các sự kiện có thật và vẫn còn được ghi nhận lại trên chuỗi khối blockchain. Video này nhằm mục đích cung cấp thông tin và không phải lời khuyên đầu tư tài chính. Chúng tôi cũng không có ý định muốn công kích hay làm suy giảm uy tín của bất kỳ bên thứ ba nào. Phần 1. Crypto.com giao dịch hàng tỷ đô với FTX. Mới đây, tài khoản Twitter mang tên Wise đã tìm thấy hàng loạt giao dịch trị giá hơn 1 tỷ đô la stablecoin USDC và token Prop chuyển lên FTX trong năm 2022. Điều này ám chỉ Crypto.com đang bị khủng hoảng tiền mặt do họ đã bị kẹt tiền trên FTX vì sàn này mất thanh khoản. Ngay lập tức, CEO Greg Masalek của Crypto.com đã phản hồi: "Có một sự nhầm lẫn ở đây. Chúng tôi ít tiếp xúc với FTX dưới 10 triệu đô la và chỉ sử dụng nó như một địa điểm giao dịch để bảo vệ các tài sản của khách hàng. Chúng tôi không triển khai vốn để thu lợi nhuận với FTX." Nói một cách đơn giản về bảo hiểm rủi ro trong trường hợp này, chúng tôi gửi USDC, sử dụng nó để mua các coin khác trên sàn giao dịch và rút về ví của chúng tôi. Và thế là Crypto.com đã để lộ tất cả. Họ thừa nhận các giao dịch này hàng tỷ đô la. Mặt khác, họ cũng cho cộng đồng biết Crypto.com đã sử dụng USDC của người dùng để mua các tài sản khác làm bảo hiểm và rút về dưới sàn. Khi Chris càng chống chế, có vẻ như nỗi hoài nghi của cộng đồng càng được đẩy lên cao trào hơn. Phần 2. Nỗi lo bankrun đã lây lan sang Crypto.com. Ngay sau các vụ lùm xùm của Crypto.com và Gay.io, Chris đã chính thức mở Q&A để trả lời và xoa dịu nỗi lo của cộng đồng. Theo Chris, quan trọng nhất, hãy xem xét nền tảng của chúng tôi đang hoạt động giống như bình thường. Mọi người đang gửi tiền, rút tiền, giao dịch. Crypto.com là công ty tiền điện tử được quản lý chặt chẽ nhất trong ngành, nắm giữ nhiều giấy phép và đăng ký nhất từ các khu vực pháp lý cấp 1, bao gồm Hoa Kỳ, châu Âu, Singapore và Vương quốc Anh. Chúng tôi đã có hơn 70 triệu người dùng trên toàn cầu. Mô hình kinh doanh của chúng tôi rất đơn giản, cung cấp quyền truy cập vào tài sản kỹ thuật số cho đại chúng và trả một khoản phí cho điều đó. Nhưng đó là những gì đã diễn ra trong Q&A sáng ngày hôm nay. Còn khuya hôm qua, Crypto.com đã gửi đi thông báo tạm thời ngưng tính năng rút tiền của người dùng. Sự cố được cho là vì traffic quá cao dẫn tới nghẽn mạng. Sự thật về việc tạm ngưng rút tiền này hiện vẫn chưa sáng tỏ, nhưng nó đã diễn ra và đi ngược lại những gì mà CEO của Crypto.com đã tuyên bố. Việc này một lần nữa làm cho cộng đồng crypto dậy sóng. Một nỗi lo mang tên khủng hoảng thanh khoản đã chính thức lây lan đến Crypto.com. Và đó là những thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ đến bạn trong bản tin ngày hôm nay. Bạn có tài khoản trên Crypto.com chứ? Hãy để lại comment của mình ngay bên dưới để thảo luận cùng chúng tôi. Vì muốn đảm bảo chất lượng tốt nhất cho các bản tin video, chúng tôi luôn hoạt động 24/7 và sản xuất bản tin video trong khung giờ cố định. Để có thể cập nhật những tin nhanh và diễn biến liên tục của thị trường, bạn cũng có thể tham gia vào channel Telegram và group Facebook của cộng đồng CryptoNipVN. Chúng tôi chia sẻ rất nhiều tin nhanh và tín hiệu giao dịch từ các kênh mạng xã hội này. Link tham gia sẽ nằm ngay phần bên dưới mô tả của video. Các bạn cũng đừng quên tạo ngay tài khoản trên nền tảng CryptoNipVN.com để có thể vừa xem tin tức,
vừa earn được token. Trong tương lai, hệ sinh thái của Ritolet VN hứa hẹn sẽ đem đến nhiều use case thiết thực và giá trị cho cộng đồng người dùng.